toàn bộ tình hình là anh dạy đó anh hai. Anh Lâm, bây giờ anh có cách nào cứu vãn không? Tại sao trong một lúc lại xảy ra nhiều khó khăn như vậy chứ? Anh vừa mới hết bệnh. Thật sự cái đầu anh lúc này không nghĩ ra được cái cách gì hay hết. Trước mắt ngày mai anh bay đi Bỉ, nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của ba. Hai đứa cứ đại diện hành công ty theo cách cũ đi, để anh về rồi tính. Dạ. Dạ. Anh lên ngủ trước nha, hai đứa cũng lên ngủ sớm đi. Chị có chắc là ảnh ổn không? Chứ bình thường mà nói tới công việc á là anh sốt sắng lắm. Sao bữa nay anh hững hờ vậy? Thật ra chị cũng thấy như vậy. Nhưng mà biết đâu ảnh đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của chú. Bây giờ ảnh ưu tiên chú lên hàng đầu thì sao? Thôi, đừng có lo lắng quá. Hy vọng lên. Dạ. Tới tận hôm nay, trong 100 ngày mất của em, anh mới có đủ can đảm để đến đây gặp em. Cảm giác đau đớn vì đột ngột mất đi em, và dây dứt ân hận vì để em ra đi trong nỗi thất vọng vì anh, thực sự không hề dễ chịu thi à. Nó như bóp nghẹn trái tim của anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh từng hèn nhát cố chìm đắm trong men rượu để không phải đối diện sự thật là em thực sự đã ra đi rồi. Anh không còn cơ hội nào để chuộc lỗi với em nữa. Anh từng muốn buông bỏ sự sống vì nghĩ đây là cách duy nhất để có thể gặp lại được em. Nhưng rồi, vì bao biến cố xảy ra của gia đình anh, anh muốn sống với em tới già. Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều nói yêu em. Anh muốn là tình cảm anh dành cho em lúc nào cũng đầy giống như là 17 lần anh tỏ tình với em á. Anh nhận ra mình không thể đi theo em vì còn trách nhiệm với những người thân đã hết lòng yêu thương anh. Suốt quãng đời còn lại của anh,
em sẽ mãi là người duy nhất ở trong trái tim anh. Anh sẽ không bao giờ để cho em thất vọng với anh thêm một lần nào nữa đâu. Trong suốt quãng đời còn lại của anh, em sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của anh. Anh sẽ không bao giờ để em thất vọng với anh thêm một lần nào nữa đâu. Anh hai, bác sĩ về rồi hả anh hai? Ừ. Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa mẹ. Trước mắt là phải chăm sóc tốt cho ba. Bác sĩ cũng nói là ba đang dần hồi phục. Con tin là ba sẽ khỏe lại mà. Cô ơi, anh Lâm anh nói đúng đó cô. Mẹ, nhất định mình phải có niềm tin. Kỳ tích sẽ xảy ra mà mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Các con đừng có lo, mẹ sẽ không suy sụp tinh thần nữa đâu. Sức khỏe của ba con cũng tạm ổn rồi. Với lại đã có mẹ lo cho ba rồi. Bây giờ các con cứ yên tâm tập trung lo cho công việc nha. Dạ. Thảo nè, tạm thời mẹ sẽ qua bên con ở nha. Để phòng này cho ba, để dễ chăm sóc cho ba nha. Dạ, con biết rồi. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thứ hai từ sau con sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông. Anh hai cứ hướng giải quyết rồi hả anh? Anh Lâm có cách gì hả? Tới cuộc họp anh sẽ tuyên bố sau. Như mọi người cũng biết, hiện tại ba con không có khả năng phục hồi. Theo di chúc của ba, 80% số vốn của ba sẽ do con tiếp quản. Vậy là con sẽ thay thế anh Minh giữ chức vụ giám đốc đúng không? Dạ không. Con sẽ chuyển nhượng lại số vốn của con cho người khác. Anh hai, anh nói gì vậy? Nếu mà anh chuyển nhượng hết vốn á thì Đại Dương sẽ đổi chủ. Anh hai à, Đại Dương là tâm huyết của ba mà. Làm kinh doanh phải nghĩ tới lợi ích lâu dài. Kể cả chú Chiến và các cô chú khác cũng đang tìm đường rút lui, chứng tỏ Đại Dương không có khả năng phục hồi. Anh không thể tiếp tục ở lại đây một mình, dễ dùng rồi để mất hết tất cả được. Nhưng mà anh biết là em sẽ không đồng ý, cho nên anh không nói chuyện này cho em biết. Về số vốn mà ba để lại cho em với Linh, anh sẽ không có ý kiến gì hết. Tụi em tự giải quyết thì hơn. Con đã nói xong rồi, hai chú cứ về suy nghĩ đi rồi báo lại cho con biết. Được, hai chú xin phép. Dạ. Dạ. Anh à. Ừ. Tôi nghĩ là cậu Lâm rất là sáng suốt. Đại Dương cũng nên đổi chủ. Anh nói như vậy không cảm thấy hổ thẹn với anh Minh hay sao? Tại sao anh không khuyên con ảnh một câu mà còn đi tán thành nữa? Chính vì tình nghĩa với anh Minh nên tôi mới không ngăn cản cậu ta. Thằng Lâm nó có năng lực, biết đâu nó có thể xây dựng được sự nghiệp riêng. Còn anh á, anh muốn ở lại tiếp tục việc dạy Đại Dương á là quyền của anh. Anh đâu có thể áp đặt cho người khác có cái suy nghĩ trung thành như anh được. Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa.